Mến chào khán giả, chúc khán giả mình một ngày Chủ nhật tốt lành ạ. Hôm nay ngày Chủ nhật em đến sông Chợ Gạo, nơi đây cũng gọi là sông Trà, rất là đẹp vào buổi sáng, rất là nhiều xà lan, tàu ghe chạy và đò đưa rước khách qua sông. Khán giả mình cùng xem ạ. Em đang đứng ở vị trí bên xã Sơn Đông ạ. Đây cũng là con đường đến mẹ Nam Hải ạ. Hôm nay ngày Chủ nhật em hy vọng là sẽ đông người qua lại ạ. Dầu giờ này em đi rất là trưa rồi, trên giờ này khoảng 7 giờ rưỡi rồi. Còn một chiếc xà lan của Đồng Tháp ạ, xà lan Hồng. Rất là dài luôn ạ.
một xe heo chuẩn bị xuống đò. Đó là hai xe heo chở heo heo thịt, heo lớn chuẩn bị xuống đò, chúc khán giả cùng xem ạ. À.